đã bao giờ mày tưởng tượng rằng nhảy từ tầng cao cái tiếp đất thì trông mày sẽ như thế nào? Yeah. Có bao giờ mày phiền não khi sống với thế hệ con người có đồng tiền thì mới được đề cao? Chỉ mới đứt mắt tao phải quen từ từ dồn nén bao tổn thương mà bọn mày coi là cực hình. Cả những khúc mắc nên hỏi ai khi chính lòng tốt sự bao dung của họ tao cần xác minh. Ánh mắt họ nhìn tao liếc xong cười 14 tuổi tao hỏi mẹ tao về vòng lặp của một kiếp con người. Ngồi thật thẩn trong giảng đường cấp 2 đã suy nghĩ sẽ là ai vào độ tuổi 30. Cô bạn thân tuổi 16 đã cưới, thằng bạn học mới ra trường tha hương. Bất cứ ai cũng vài lần lạc bước nhưng đầu phải ngẩng cao khi bước chân ra đường. Khuyên người thân phải tích cực nhưng thân thì đang phải tiếp tục chịu đựng. Tao viết mà không thấy tiếc mực và âm nhạc giúp tao phá bỏ mọi định mức. Khi còn sức còn lực, khi còn bực còn ức, bữa ăn bữa bỏ đến giờ ngủ còn thức. Lý do sống và làm là người thân còn mong chờ sau lưng. Trong ta luôn có những tiếng hét đau thương một đời mà người bằng một tờ giấy không vẫy lên rằng mục. Tự thả mình vào những cú xoay cánh tay với mây. Thân ta bị trời đầy vong hồn ta như đang khao khát đôi vai tựa vào. Hận tu đời người ngàn vết sao thế gian gầm gào. Ai cũng cho rằng mình lớn lao thấp cao đáng không. Đem khoe tự do trong lòng. Tóc như bao đứa trẻ khác, mặc định từ nhỏ là ngã đau không được khóc. Ta được dạy về hòa bình, lòng tốt, nhưng ai chả phản kháng khi bị vùi dập. Khoảng cách cậu con trai với bố tỷ lệ thuận với khoản nợ mà cả nhà nó phải cong lưng. Nó bị hoàn cảnh bóp chết từ bên trong như cơ mặt phải luôn trong trạng thái gồng cứng. Tận cùng của nhục nhã là nhìn mẹ phải khóc. Thằng em đã cần tiền để bước vào đại học, nó thì lại đang cặp cụi về đam mê vì nó tin một ngày âm nhạc giúp nó đổi đời. Nó chưa từng nhận lời khen từ gia đình, mẹ nó chỉ hỏi có chắc con có làm được không. Quen việc ngủ ngày để đêm mẹ thu âm bài mới, nó cứ gào một mình để xước họ. Trưởng thành là nhận thức bản thân đang bất lực, cắn răng mà chịu đựng nó trường cục uất ức. Buồn đang ngắn ngủi nó suốt 16 cân vẫn phải nghe lời khuyên về cố gắng hết sức. Tuổi thơ nó là nỗi bất an khi nhìn bố chị án từ thằng công từ bột ngoá thằng nhóc lang thang. Từ thằng bị bắt nạt trở thành kẻ bắt nạt mồm nó không quên thở ra mới lấy câu than vãn. Nó đi tìm thuốc lá để mà nạp can đảm, âm nhạc với nó là một khoảng không gian. Là khi gặp mai và đứng đáp nó gọi là thời gian để cơ mặt co giãn. Trong ta luôn có những tiếng hét đau thương một đời mà người bằng một tờ giấy không vẫy lên rằng mừng. Tự thả mình vào những cú xoay cánh tay với mây. Thân ta bị trời đầy vong hồn ta như đang khao khát đôi vai tựa vào. Hận tu đời người ngàn vết sao thế gian gầm gào. Ai cũng cho rằng mình lớn lao thấp cao đáng không. Đem khoe tự do trong lòng.